Thưa quý vị, nhận hối lộ của công ty Thi Nghĩa Hưng 3 tỷ đồng nhằm giúp công ty này nâng khống khối lượng nạo vét cống rãnh trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng vừa bị bắt và khởi tố. Người dân Cẩm Lệ nói gì về việc này? Mời quý vị cùng theo dõi. Ăn cả cống rãnh, ốc quá, làm rốt cuộc là dân cổ, đúng không? Mình ăn được phần mình, nó là còn cả khu vực thành phố dân cổ. Nước như nhà đâu phải đơn giản, gì rồi đó thiệt hại ghê lắm á. Chẳng qua dân họ thấp bé cổ hàng, không nói được, nhiều người phá sản vì cái ngập. Ảnh hưởng tới cả nhiều người dân chứ không phải là riêng một hai người. Cho nên là tính là cũng nặng chứ không phải là... Tất cả những cái công trình ở đây gọi như là dân chỉ biết thấy làm sang hoàn thành rứa thôi. Chứ còn nói thiệt ra là coi như là cụ rẻ ra ai biết được. Không chỉ riêng ông Khoa, mà trước đó hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo quận Cẩm Lệ cũng bị khởi tố liên quan đến việc nhận hối lộ trong dự án nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021. Tình trạng sống chung với ngập lụt khi mưa xuống diễn ra nhiều năm qua tại các khu phố ở quận Cẩm Lệ. Chính quyền Đà Nẵng đã đầu tư nhiều dự án lắp đặt cống thoát nước và khai thông cống rãnh, nhưng theo người dân ở đây, hầu hết không muốn nêu tên và không muốn nói đích danh đến lãnh đạo nào vì lý do an toàn. Tình hình ngập vẫn không được cải thiện. Thì nói thiệt ra mình là dân thôi, bởi vì tất cả dân ở đây là ở trong cái vùng của những ngập lụt từ xưa hết trời. À, chứ không phải là bây giờ. Nhưng mà đã có mưa, có đường cống thoát nước đàng hoàng rồi mà vẫn bị lụt, cái này không hiểu được. Chưa thấy rồi. Bây giờ là mấy ông lâu lâu cứ xuống vét mấy cái hồ này đấy, còn con cống rãnh này đâu có ai làm đâu, có thấy ai làm gì đâu. Khi được hỏi có ý kiến gì về việc hàng loạt lãnh đạo quận bị bắt, khởi tố liên quan đến nhận hối lộ thông qua các dự án cải thiện môi trường sống, đa số người dân đều né tránh và trả lời chung chung. Mấy ngày đó, nhưng mà nói chung là mình cũng không biết người dân á, mà biết nó là cái nó là do tên đó cho mình. Chú người dân là mình cảm cảm thấy cái vấn đề gì đó. Nó là người cán bộ, là người đại tế của nhân dân. Thì anh làm thì cũng vì dân. Chứ còn nói chung là làm gì thế thì nó vì dân cái được. Trời, nói thiệt là pháp luật đi, pháp luật mình không mình. Thế bây giờ chú không hiểu được. Dân thì xử rất nặng, mà cán bộ thì cứ đinh cao đánh khẽ, chắc là có được cái gì đâu.